điện thoại, lấy điện thoại kêu của mẹ coi. Thời vàng mẹ, thời vàng hai cái nâu cũng được, thời nào cũng được. Lên Facebook. Bếp ba nha mọi người ơi. Mưa gió mọi người vào xem. Đây là Vespa 50cc. Đó mấy chị Vespa 50 nha. Chờ anh Cảnh Hữu nè. Mấy chị vào xem nha. Em đang khuyến mãi 1 triệu tiền mặt nè. 19 triệu 900 nghìn tặng cho mình 1 triệu tiền mặt nha. Đủ màu luôn nha mấy anh chị. Chào chị Lan Anh. Vespa đủ màu đẹp cực kỳ luôn. Nhìn đẹp cực kỳ, bao đẹp cho mấy anh chị luôn nha. Hỗ trợ trả góp không cần trả trước, chỉ cần căn cước công dân là em hỗ trợ cho mình. Đó mấy anh chị chỉ cần cầm chứng minh nhân dân lên hỗ trợ cho mình nha. Vespa 50 tặng 1 triệu tiền mặt nè. Đó, tất cả xe điện cũng tặng mình 1 triệu luôn nha. Vespa 50 mua đi mấy anh chị ơi. Chuẩn bị mua cho con mình tụ trường nha. Mẫu kiểu dáng rất là đẹp luôn. Của hãng Victoria, dàn chân Sport nha mấy anh chị. Vừa tiết kiệm xăng nè. Vừa cho con mình đi học không cần tốn tiền, không cần tốn bằng lái nè. Đó. Mình muốn đi làm cũng được luôn nha mấy chị. Nó là 50cc nhưng động cơ nó chạy tới 70 hoặc là gần 100. Rất là mạnh luôn. Có thể trọng tải chở đến 2 người. Bao cực mạnh cho mấy anh chị, bảo hành 2 năm. Đó. Hư cái gì em sẽ đổi mới cho mấy anh chị 100%. Có 19 triệu 900 thôi mà em đang khuyến mãi 1 triệu tiền mặt vào ngày mai nha mấy anh chị. Đó, đủ màu nha. Em quay cho mấy chị xem đủ màu. Màu sắc rất là đẹp luôn, nhìn y như là xe 125 luôn nha mấy chị. Em quay cho mấy chị coi cái dáng ở sau. Kiểu dáng ở sau rất là đẹp. Đây, dáng đây nha mấy chị, ở sau đây mấy chị. Nhìn đẹp lắm mấy anh chị nào mà làm công ty, làm xí nghiệp đó, mua một chiếc xe này đi ha. Đi nè, tiết kiệm xăng nè, không cần bằng lái nè, đó. Đỡ cái là mình không cần bằng lái là khỏe rồi mấy chị. Không cần bằng lái là khỏe rồi. Đó, kiểu dáng rất đẹp nha. Và cái này là 50cc nhưng mình chạy động cơ tới 70 hoặc 100 lận nha mấy anh chị. Chạy động cơ tới 70 hoặc 100 lận, giá chỉ có 19 triệu 900 thôi mà em đang khuyến mãi tặng 1 triệu tiền mặt nha. Đẹp lắm à, Thác Bảo Trần ơi. Cái này à, mình mấy anh chị đi chợ cũng được, đi làm cũng được hoặc là đi học cũng được nha. Rất là đẹp, màu sắc rất là đẹp luôn. Bên em hỗ trợ cho mình góp không cần trả trước cũng được luôn nha mấy anh chị. Chỉ cần có căn cước công dân nè. Mà đặc biệt là mình đừng có nợ xấu nha. À, không nợ xấu nha, bao đậu cho mấy anh chị luôn. Chỉ cần có căn cước công dân thôi. Chào chị Bảo Ngọc nha. Chào Dương Lê nè, chào mọi người nè. Mọi người ơi, vào xem giùm em nha, chia sẻ giùm em nè. Đó, em quay cho mấy anh chị nha. Mấy anh chị cứ muốn em sẽ tư vấn xe gì, em tư vấn cho mấy anh chị hết tất cả luôn. Bữa nay là mưa nè. Mưa gió đóng cửa sớm chứ. Trời ơi, thứ bảy mà nó vắng chị ơi. Đó, bởi vậy quyết định ngày mai sẽ tặng tiền mặt 1 triệu cho dòng Vespa này. Chuẩn bị vô học rồi, mình nên mua một con này cho con mình đi học nè ha. Hoặc là mình đi chợ cũng được cho mấy anh chị.
đi làm cũng được luôn, vừa tiết kiệm xăng nè, tiện lợi, mình không cần bằng lái nha. Còn đây là những em 67 huyền thoại. 67 huyền thoại hiện tại cũng đang tặng 1 triệu tiền mặt cho các tình yêu luôn, các anh mà đam mê. Màu đen nhám hả chị Lan? Ui trời ơi có, trời ơi nói gì. Đen nhám đây, em đầy luôn. Nè đây đây mấy chị. Cái này là xám nhám nha mấy chị ơi, xám nhám này cho chị luôn nè chị Lan Anh. Sáng nha, rất là đẹp luôn nè, hang đen nhám đây nè, đen nhám nha. Nè chị, nhìn là ghiền nha chị. Ngày mai lên hốt liền giùm em một con đi, ngày mai là mình lời được 1 triệu nha mấy chị. Ngày mai em tặng 1 triệu tiền mặt, hốt liền cho em đi chị. Mình mua vào ngày mai là mình lời được 1 triệu nha, 19.9 mà bây giờ em tặng 1 triệu còn có 18.9 thôi. Đẹp chưa mấy chị, đẹp cực kỳ luôn. Màu sắc rất đẹp. Đó, màu rất đẹp nha, màu rin của hãng đưa ra luôn. Trời ơi, đèn mà cháy lên đẹp lắm anh chị. Đây nè ha, đây cháy đèn led đây, đèn led đây, đèn led đây, nó rất là đẹp luôn. Để em bữa nào mà em quay như vậy, em ráp một chiếc lên, em cho mấy chị xem, nhìn là ghiền. Còn em này là đèn bóng nha, đèn bóng nha, các tình yêu. Đèn bóng nhìn rất là đẹp luôn nha. Vespa 50cc, nó là 50 thôi, nhưng mà nó chạy tới 70 và 100 luôn nha mấy chị. Mình có thể đi làm nè, đi chợ nè, đi học nè. À, né được cái mình không cần bằng lái. Nhìn rất đẹp nha, bao đẹp cho mấy chị luôn, bao sang luôn nha. Còn đây là 67 nha mấy chị. 67 110 nè, em cũng tặng 1 triệu tiền mặt cho các tình yêu luôn, mấy anh chị nào đam mê. Đam mê đồ cổ, đam mê xe cổ. Đây cái dòng xe này nè, cái hiệu CD này nè mấy anh chị, rất là cứng nha. 67 thì nó có hai loại. Để em tư vấn cho mấy chị, tại em bán em biết. Thật sự là em bán nhưng mà mấy chị mua mấy chị không biết nha. Cái mẫu này á rất là cứng, máy rất êm luôn. Còn đây cái đời này nha mấy chị, để em cho mấy chị coi. Đây nè, cái hiệu Cinco này nè, Cinco này nha mấy chị. Cái này nha, cái hiệu này em cho mấy chị coi nha. Đó, cái hiệu nó chạy rất là dở. Em bán mà em còn biết mà. Em bán mà em còn chê nha mấy chị. Đó, cái hiệu này rất dở nha mấy chị. Tại nhân viên em nó ráp nó biết. Mỗi lần mà ráp chiếc xe hiệu này lên nó giật nhỏ cần chết luôn. Còn những cái hiệu này ráp chạy rất là im nha mấy chị. Đây, em về cái lô này á, cái lô này chạy rất là im luôn. Đó, mấy chị nhìn cái dáng á, nhìn nó cứng khừ luôn á. Nếu mà mình tin mắt á, mình dòm ra cái là mình biết xe nó cứng hay không. Đó, CD nha mấy anh chị. Đó, mấy anh chị mua cái CD nha, giá 15 triệu 700 tặng 1 triệu. Còn 14 triệu 700. Còn Cinco này nó cũng bằng giá luôn mà nó không hay nha mấy chị. Đó, nó cũng bằng giá luôn mà nó chạy không ngon bằng cái CD này nha mấy chị. Còn mấy con mô tô. Thôi quên nữa, video đi. Em đang xả video 125 nha mấy chị. Đây, tại vì xe nhập hôm rồi nó bán chậm dữ lắm luôn. Bữa nay quyết định là xả cho mấy chị luôn nha. Màu sơn này, màu sơn 3D khóa thông minh giá 39 triệu. Bao gồm thuế VT cho mấy chị luôn. Quyết định xả vào ngày mai nha mấy chị. Mấy chị ra mua liền cho em nha. Đây xả cho mấy chị nha mấy chị, Vario 125 màu sơn 3D. Chỉ có 39 triệu thôi nha. Khóa thông minh. Hỗ trợ trả góp không cần trả trước, một ngày duy nhất ngày mai mấy chị nào có ý định mua ra cửa hàng em hốt liền nha. Không cần trả trước, chỉ cần có chứng minh nhân dân, nếu mà mình làm bên công ty mình ký hợp đồng em bao mấy chị hồ sơ việc. Đó mấy chị tranh thủ ra hốt cho mấy chị, một ngày duy nhất ngày mai nha. 39 triệu. Khóa thông minh. Màu sơn 3D. Đó, mấy chị ra ngay cửa hàng em nha. Để em gửi số điện thoại em lên. Mấy chị phải ra đúng ngay cửa hàng em mới được cái giá tư vấn nha mấy chị. Em ghi số điện thoại em lên nha. Ngày mai mấy chị ra mấy chị điện ngay số điện thoại em là 882 nha mấy chị. Phù đỏ đây nè, Accenter nha mấy chị. Accenter chịu khóa là 41 nè, khóa thông minh 46 nè. Thấy chưa, đủ màu nha mấy chị ơi. Đủ màu nha.
Bên em là chủ nhật bán luôn này, làm hồ sơ vẫn được, chứ hồ sơ góp vẫn được luôn nha mấy anh chị. Video em đang khuyến mãi 39 triệu góp không cần trả trước, một ngày duy nhất, khóa thông minh màu sơn 3D 39 triệu. Đó mấy anh chị, khóa thông minh màu sơn 3D nha, 39 triệu góp không cần trả trước, một ngày duy nhất, vào ngày mai là ngày chủ nhật nha. Ngay cái ngày công nhân lĩnh lương là ngày mùng 10 và ngày mai. Đó mấy anh chị, mấy anh chị ra hốt liền cho em luôn, không cần trả trước, để tiền đó mình tháng sau mình đóng cho em. Đây sa chia nha, sa chia này cũng đang khuyến mãi luôn nè. Sa chia nhập khẩu 49 triệu tặng 2 triệu, còn 47 triệu một ngày duy nhất vào ngày mai luôn. Bán khuyến mãi cho mấy anh chị nha, một ngày duy nhất ngày mai nha mấy chị. Hôm nay em quay cho mấy chị xem để mình biết là bên em đang khuyến mãi, nha mấy chị ra cửa hàng ủng hộ của em, hoặc là giới thiệu người thân ra nha mấy chị ơi. Vespa 50cc cũng khuyến mãi tặng 1 triệu tiền mặt một ngày duy nhất ngày mai luôn, 19 triệu 900 nè mấy chị. Tặng 1 triệu còn 18 triệu 900 nha. Hả? Làm biển không biết ăn gì. Hả? Thôi tôi thấy ăn cơm ngon hơn, tôi có cá kìa, cá kho kìa. Cá kho ngon hơn. Để biết ăn gì đi, ăn đi. Đi đi, chạy đi, ăn đi, chạy ra đây. Muốn đi ăn thì ăn, đóng cửa lại. Mẹ quay đi xíu là mẹ ngủ. Hả? Thôi vậy đi đi, khi nào mẹ vô mày đóng, đi đi. Đây nha mấy anh chị, Vario 125 khóa thông minh màu sơn 3D 39 triệu bao gồm thuế VAT nha mấy anh chị. Một ngày duy nhất vào ngày mai, ngày chủ nhật nha, tại cửa hàng xe máy Hoàng Linh nha. 39 triệu khóa thông minh màu sơn 3D luôn mấy chị ơi, khuyến mãi cực kỳ luôn. Không trả trước, góp không trả trước, chỉ cần có căn cứ công dân ra hốt xe về chạy tháng sau góp. Đó, bảo đảm mấy chị, em ghi số điện thoại 882 em lên nha. Mấy chị liên hệ trực tiếp với em, mà đặc biệt nha, mấy chị mua chạy chứ mấy chị đừng mua bán nha, mấy chị mua bán lỗ dữ lắm. Mấy anh chị nào không có xe mà không có xe đi làm, có ý định mua xe mà chưa có tiền trả trước, ra em sẽ hỗ trợ cho mình mua chiếc xe chạy đi làm. Còn mấy chị nào mà muốn mua xe mà bán thì mấy chị nên làm vay tiền mặt ha. Bên ngân hàng giờ nó hỗ trợ cho vay tiền mặt rất là nhiều, cho nên là mình đi mua, mình kẹt tiền thì mình đi vay tiền mặt, đừng mua xe bán, mua bán quay xe đó lỗ, lỗ dữ lắm. Mua xe thì để chạy, còn vay tiền thì ra vay tiền, đó sẽ không bị lỗ nha mấy chị. Đây Vario 125 nha, 39 triệu bao gồm thuế VAT màu sơn nha mấy chị. Đẹp cực kỳ luôn. Em xả cho mấy chị một ngày duy nhất vào ngày mai luôn mấy chị. Một ngày duy nhất ngày mai luôn, góp không cần trả trước, mọi lần bắt là em phải góp từ trả trước 10% hoặc 20%. Ngày mai em chơi lớn cho mấy chị luôn, không trả trước. Ra cửa hàng điện ngay em nha. Còn đây mấy em Vespa 50cc. Đó, nhập về quá trời quá đất luôn đó mấy chị. Nhập nhiều về cho mấy chị lựa thoải mái. 19 triệu 900 tặng ngay 1 triệu tiền mặt vào ngày mai, còn 18 triệu 900 nha mấy chị. Vespa 50cc của Victoria nha mấy chị. Đó, đẹp cực kỳ đẹp, bao đẹp, bao ngầu, bao mạnh luôn. Chạy nó là 50cc nhưng mà chạy tới 70 hoặc 100cc nha mấy chị. Đó, mấy chị mua, mấy chị đi học nè, đi làm nè, đi chợ cũng được luôn, không cần bằng lái, tại vì nó thể hiện trong giấy chỉ có 50cc thôi. Nhưng mà đặc biệt là mình chạy sẽ tiết kiệm xăng cho mình nha. Bảo đảm anh chị, tiết kiệm xăng, cực kỳ tiết kiệm xăng luôn. Đó, màu rất là đẹp, màu sắc rất là đẹp, dáng rất là đẹp luôn, cho mấy chị coi nè. Đó, rất đẹp, rất sang luôn nha mấy chị. Mấy chị làm công ty, xí nghiệp nên sắm một chiếc này. Nó vừa rẻ nè, nó vừa rẻ nè, vừa tiện lợi nè ha. Chỉ có 19 triệu 900 thôi, một ngày duy nhất ngày mai xả tặng 1 triệu tiền mặt. Một ngày duy nhất nha mấy chị. Mấy anh chị xem được cái đây này thì mấy anh chị nhớ là mấy anh chị lên ủng hộ em nha. Xe này bảo hành cho mình 2 năm. Hư bất cứ cái gì thay mới cho mấy anh chị hết. Hư bất cứ cái gì mấy chị chạy ra cửa hàng em thay mới cho mình hết, không còn bỏ. Bảo hành 2 năm vì em đại lý của Victoria nha mấy chị cứ yên tâm. Đó. Em đại lý ngay đại lý luôn, mấy chị cứ yên tâm, giá cực kỳ tốt cho mấy chị luôn, góp không cần trả trước. Thế dụ mấy chị nào muốn mua xe mà chưa có tiền, chưa khả năng trả trước, ra cửa hàng em, cầm chứng minh nhân dân ra cửa hàng em, hỗ trợ cho mình lấy một chiếc xe về chạy tháng sau góp cho mấy chị. Tại giá nó cực kỳ rẻ mà, có 19 triệu 900 thôi. Nhưng mà em lại tặng cho mình 1 triệu nữa thì còn có 18 triệu 900 thôi mấy chị. Giá cực kỳ rẻ, xe cực kỳ đẹp.
Đó mấy chị, cầm đâu ra có mười mấy triệu sắm chiếc xe Vespa chạy, nhìn sang chảnh mấy chị. Đẹp cực kỳ luôn. Trời, dáng đẹp nè không. Mấy chị leo lên một chiếc xe chạy là nói chung là mình ngồi mình không đẹp, mà xe nó đẹp, mình chạy lên chiếc xe đẹp là nổi bật người mình lên liền mấy chị. Ý như một bộ đồ vậy mấy chị. Đó. Trời ơi, tôi like tôi quay mà nó ngồi cái mặt nó buồn thì chết rồi. Chết rồi, nó buồn ngủ đi, vô ngủ đi, ngồi cái mặt nó buồn kìa. Mấy anh chị ơi, vào xem nha. Mấy anh chị nào có ý định mua một chiếc xe chạy đi làm hoặc mua cho con mình đi học, cái này vừa nam vừa nữ đều chạy được hết luôn nha mấy anh chị. Đẹp cực kỳ, đẹp bao ngầu. Mấy anh chị ra cửa hàng em nhìn là ghiền liền. Bảo đảm ra cửa hàng em là nhìn ghiền liền nha mấy anh chị. 19.900.000 tặng ngay 1.000.000 tiền mặt duy nhất, một ngày duy nhất. Đó, nó ra bây giờ hiện tại giờ Vespa nó ra rất rất là nhiều hãng, nhưng mà em chỉ thấy một cái hãng này nó rất là đẹp nha, không phải là em lấy gì em bán rồi em khen nha mấy anh chị. Thực tế mình nhìn cái kiểu dáng rất là đẹp, thon gọn ha, dàn chân sport nè, đèn led từ trên, đèn led từ đây là đèn led, led rất là đẹp luôn. Kiểu dáng cái đít nó cũng nhìn là y như là Vespa, nó mẫu nó y như là Vespa 125 nha mấy chị, nhìn rất là đẹp luôn. Tại vì em đã bán cho rất nhiều người chạy rồi, em nhìn em biết. Nhưng mà đặc biệt cái này em sẽ bảo hành cho mình 2 năm nha. Hư bất cứ cái gì mình sẽ thay mới cho mấy chị. Mấy anh chị cứ yên tâm, hư cái gì chạy ra cửa hàng em sẽ bảo trì cho mấy chị. Thí dụ mấy chị ở gần đây mà có vấn đề gì mấy chị đi không ra không được, em sẽ hỗ trợ tới nhà cho mình luôn. Đó, hỗ trợ chạy tới nhà cho mình luôn. Thí dụ như là vấn đề xe của em thì không sao, nếu mà đời của anh chị thì mấy chị phụ em tiền xăng tức chút đỉnh, để em cho nhân viên em chạy ra vô thôi. Còn đây 67 nha mấy tình yêu, 67 và Win. Em quay hiện tại bây giờ em quay những dòng hot cho mấy chị thôi, chứ thực tế bên em bán đủ loại luôn. SH nè, rồi nói chung tổng hợp tất cả. Nhưng mà bây giờ hiện tại em quay những dòng hot nha, những dòng hiện tại em đang khuyến mãi tặng tiền mặt 1 triệu. 67 15.700.000 tặng 1 triệu tiền mặt, còn 14.700.000 hốt liền vào ngày mai nha mấy chị. Một ngày duy nhất vào ngày mai nha mấy chị ơi, tranh thủ hốt liền vào ngày mai nha. Xe máy Hoàng Linh nha, em có ghi số điện thoại lên. Mấy anh chị cứ ra, mấy anh chị liên hệ đúng ngay em, giá sẽ được y vậy nha. Cứ điện trực tiếp nghe em số 882, em tên Linh nha mấy chị. Điện ngay lên ngay chính chủ luôn. Giá 15.700.000 tặng 1 triệu, còn 14.700.000 bao gồm thuế VT. Mấy anh chị muốn tự làm giấy, xuất hóa đơn cho mấy chị làm giấy. Còn mấy anh chị giao cho em sẽ cộng tiền thuế vô. Ở huyện thì cộng thêm triệu, ở tỉnh thì cộng thêm cao một xíu. Sonic có luôn nha Hậu Nguyễn ơi. Đây quay Sonic cho coi nha. Sonic trắng đỏ hiện tại giờ 52.000.000, mình bán xả cho mình duy nhất ngày mai luôn là 48.000.000. Ngày mai duy nhất nha, 48.000.000 ngày mai. Trắng đỏ 48.000.000, màu sơn nè, màu sơn cho mình là 49.500.000 luôn. Duy nhất một ngày mai luôn, bán xả sập sàn cho mấy chị luôn mấy chị. Bán xe mà còn bán xả hay như bán rau cải mấy chị. 48.000.000 màu trắng đỏ nha mấy chị, mâm đỏ nha. Màu Redkin á, này là thương bản Redkin nè mấy chị thấy không? Đó. Redkin cho mấy chị luôn, thường thường cái màu này 52.000.000. Ngày mai em bán cho mấy chị 48.000.000 luôn. Ra cửa hàng em mua góp trả trước cho em tầm cỡ 8.000.000 là hốt chiếc xe về chạy. Đó. Trả trước 8.000.000 hốt xe về chạy màu sơn nha mấy chị. Màu sơn 49.500.000 luôn. Còn đây Sa Chia nha. Sa Chia nhập khẩu Indo. Giá 49.000.000, màu sơn, màu rin, bằng nhau hết. Tặng 2.000.000 vào ngày mai, còn 47.000.000. Duy nhất một ngày mai nha. Mấy anh chị có mua tranh thủ ra mua giùm em, duy nhất một ngày mai nha mấy anh chị. Đó, 47.000.000 tặng, 49.000.000 tặng 2.000.000, 47.000.000. Góp trả trước cho em tầm có 7.000.000 là được rồi nha mấy anh chị. Ngày mai là ngày mùng 10 lãnh lương nè. Mấy anh chị nào có mua xe hoặc là mình lãnh lương ra trễ quá, cứ điện thoại số 882 em sẽ chờ, tại em ở đây trực tiếp. Em ở đây 24/24, em sẽ chờ mấy chị ra mua xe ủng hộ của em nha. Ngày mai là Vario xả nè, Sonic xả nè, Sa Chia xả nè, Vespa nè xả nè. Không phải xả mà em tặng tiền mặt á mấy chị. Hổm rài. Đó, mấy chị đừng điện em nha, em đang quay cái điện thoại này. Mấy chị điện là em không bắt máy đâu. Chút xíu mấy chị làm ơn kết bạn Zalo số 882 em. Chút xíu em sẽ tư vấn cho mấy chị nha. Mấy chị kết bạn Zalo số 882 em xuống like sẽ tư vấn cho mấy chị. Giá bảo đảm như những gì em đã nói, mấy chị phải điện đúng ngay em, mà giá y như em đã nói. Mấy anh chị đi trật cửa hàng hoặc là mấy chị đến mấy chị không liền với em,
mấy chị sẽ không được giá như em đã nói nha mấy chị. Em tên Linh, số điện thoại em là 882, Zalo vẫn xài số đó, Facebook vẫn xài số đó nha mấy chị. Trên trang quảng cáo của em, trên trang Bombay em vẫn là xài số đó, cho nên mấy chị yên tâm liên hệ trực tiếp với em. Ngày mai video giá 39, màu sơn, khóa thông minh 39 nha, bao gồm thuế VT nha mấy chị, góp không cần trả trước, một ngày duy nhất. Bán cho anh chị nào mà đang, nói chung là đam mê một chiếc Vario mà chưa có khả năng trả trước, em sẽ hỗ trợ cho anh chị hố một chiếc xe về chạy. Đó, hố chiếc xe về chạy nha mấy chị. Mua về chạy đừng nên bán nha mấy chị. Em sẽ hỗ trợ cho mình mua một chiếc xe về chạy để có chân đi làm ăn. Thời buổi bây giờ mình không có chiếc xe là như là mình không có chân nha mấy chị. Xe bây giờ nó rất quan trọng mà cũng rất là dễ mua. Miễn hồ sơ mình không bị xấu nè, không bị xấu nè, góp không trễ là bao đậu hết mấy chị luôn. Cho nên là mình đừng có để hồ sơ mình bị dính là bị xấu hay này kia nọ, sau này mình có làm gì rất là khó mấy chị. À, người nợ ngoài mình hẹn được, còn nợ ngân hàng hẹn không được. Nợ ngân hàng nợ thiếu 1-2 ngày nữa nó quất mình lên nợ xấu mẹ nó rồi. Cho nên là nợ ngoài nợ người ta hẹn thiếu được, ngân hàng mình lo trả hết mấy chị. Đây phép 350C nha mấy chị, 19.900.000 tặng 1 triệu tiền mặt. Còn có 19 triệu thôi, 18.900.000 thôi. Mình mua mình đi chợ được nè, đi học được nè, đi làm vẫn được, tiết kiệm xăng. Bảo đảm mấy chị luôn, nó là 50cc nhưng mình chạy tới 70-100 luôn nha mấy chị. Dáng rất là đẹp luôn, màu cũng rất là đẹp, cực kỳ đẹp luôn. Mấy chị nào làm công ty mà đang có ý định muốn mua một chiếc xe chạy đi làm ha, mình nên hốt chiếc xe này về cho em. Nó vừa tiết kiệm xăng nè, nó vừa rẻ tiền, nó vừa túi tiền mình. Nhưng mà xe này bên em sẽ bảo hành cho mình 2 năm nha mấy chị. Mấy chị cứ yên tâm mua xài, tại vì nhà em đây em đâu đóng cửa, em đâu dọn cửa hàng đâu mấy chị. Nhà em thuê, nhà em mướn, em có thể bán, bữa nay em bán, ngày mai em nghỉ em dẹp đi. Còn đây là nhà của em ở đây luôn, mấy chị cứ yên tâm ra cửa hàng em mua, em không bao giờ dẹp đi. À, tại vì nhà của em mà, em đâu có thuê đâu, em thuê em mới đóng cửa em đi. Còn đây nhà của em ở suốt mấy chị, cứ ra cửa hàng em bảo đảm cho mấy chị là bảo hành cho mấy chị 2 năm. Đó, còn mấy chị đi mua những chỗ ở nhà thuê để ta đóng cửa ta dẹp lấy đâu, chỗ nào đâu bảo hành. Mấy chị đúng không? À, ngày mai là em khuyến mãi nè. Vết 3 tặng 1 triệu tiền mặt. 67 tặng cho mình 1 triệu tiền mặt mấy chị. Vario 39 triệu. Khóa thông minh. Màu sơn 3D luôn nha mấy chị. Thường thường màu sơn lên tới 41 lần nha, 41, 42. Ngày mai chỉ còn 39 triệu thôi. Góp không cần trả trước, chỉ cần có căn cứ công dân hốt chiếc xe về chạy nha. Sonic này nè mấy chị. Đó, Sonic này 52, ngày mai 48 triệu nha mấy chị. Sa chia luôn. Sa chia 49, ngày mai còn 47. Còn mình muốn mua Sa chia Việt Nam giá 42 triệu, Sa chia Việt Nam giá 42 nó sát cậy rồi. Đó, em bảo đảm anh chị không ai bán rẻ như em 42 triệu. Nên là không giảm được, không bớt được. Sát cậy luôn anh chị, Sa chia Việt Nam 42 triệu, sát luôn, không có lời miếng nào. Cho nên là giá sỉ cũng như giá lẻ, nhiều khi em bán giá lẻ nó còn rẻ hơn giá sỉ đó anh chị. Nhiều khi mấy cửa hàng kia lại chia em bán còn mắc hơn, bán lẻ đó, thật sự luôn anh chị luôn á. Mấy cửa hàng kia không có xe lại chia em bán còn cao hơn là bán lẻ cho mấy chị nữa. Đó, Vario em đủ màu luôn nha mấy chị. Có 39 triệu khóa thông minh màu sơn 3D luôn. Một ngày duy nhất, ngày mai góp không trả trước. Chỉ cần có căn cứ công dân thôi. Ở mấy chị làm công ty bao đậu luôn. Mấy chị làm công ty có ký kết hợp đồng rồi, có ký hợp đồng với ngân công ty rồi. Bao việc hồ sơ, bao việc mình không nợ xấu nha mấy chị. Mình nợ xấu cũng vô phương. Thời bây giờ ngân hàng kỹ dữ lắm mấy chị. Chỉ cần đóng trễ mấy ngày thôi, đánh mình lên nợ xấu mua. Rất là khó. Ngày xưa còn lấm lếp qua qua này kia, ngân hàng này nó xấu quá, ngân hàng khác mua được, bây giờ không có mấy chị. Nó xấu cái nó quánh toàn tập. Cho nên là nó xấu khó mua lắm. Mình có nợ xấu thì mình nhờ người thân mình mua, mình ráng đóng tốt người thân mình. Sau này mình nhờ lại tiếp mấy chị. Ngày mai video nha mấy chị, 39 triệu khóa thông minh nè. Màu sơn 3D nè. Một ngày duy nhất góp không trả trước. Cầm căn cứ công dân đến ngay xe máy Hoàng Linh nha mấy chị. Xe máy Hoàng Linh gấp 5 bộ đồn Gò Dầu mấy chị, là ngày mai có không đi làm ra cửa hàng hốt giùm em.
Tại vì ngày mai ngay mùng 10 nè, nhiều khi mấy chị chưa lãnh lương nữa, mấy chị cứ ra mua đi. Tiền lãnh lương này tháng sau đóng cho em. Đó, tiền lãnh lương này đó. Mua xe xong về rửa mấy chị. Vespa 50cc mấy chị thấy không? Đẹp cực kỳ đẹp. Ngày mai em quay em ráp cho một chiếc, em nhá đèn cho mấy chị coi. Đèn led đẹp cực kỳ luôn. Đèn led đẹp cực kỳ luôn nha mấy chị. Còn cúp 50, cúp 50 cũng có đủ hết mấy chị. Phu trời nữa nè. Ad 155 nha. Đây mấy chị. Ad 155, 41 triệu. Đây, màu đen nè. Đen nhám nha, 41 triệu 2023. Đó, 41 triệu, góp trả trước cho em 8 triệu, hốt chiếc xe về chạy nha mấy chị. 155, 41 triệu màu này, 41 triệu màu này, 42 triệu màu này, 46 triệu. Màu này khóa thông minh nha mấy chị, đây, khóa thông minh. Khóa thông minh, thấy không? Khóa thông minh thấy chưa? Đó, khóa thông minh 46 triệu. Mấy chị cứ ra ngay cửa hàng mấy chị, mà ra cửa hàng mà không đúng như giá em tư vấn, mấy chị điện ngay số điện thoại 882 em. Em à, cái trang này em để đúng số điện thoại luôn, mấy chị yên tâm, cứ ra cửa hàng em hốt về. Còn ra không đúng giá điện cho em liền. Điện cho em giải quyết cho mấy chị liền nha mấy chị. 46 triệu khóa thông minh. Bán xả hết trời, bán xả hết. Đây, ạc 55, 50 chứ. Ạc 1, 50 nha mấy anh chị. Bán xe năm nay nói thật mấy anh chị là không lời. Lỗ nhiều hơn lời. Lời chiếc có 1 triệu, 2 triệu. Một chiếc xe có 100 triệu, bán lời có 1 triệu, 2 triệu. Lỗ cái mấy triệu. Lỗ cái chục triệu mấy anh chị. Như mấy thằng vét, mấy cái thằng copy này nè. Nhập 54 mà giờ bán 37 đó mấy chị. Mấy chị mua đi. Lỗ mười mấy triệu. Đó, cái thời em nhập 54 triệu mấy chị. Bây giờ bán 37 triệu nè. Đó, xe này 37 triệu nha, khóa thông minh luôn nè. Đó, 37 triệu mấy chị, khóa thông minh nè. Thấy không? Còn thằng Thái này nè, 74 triệu, nhập 74 triệu. Giờ bán 64 triệu, lỗ 10 triệu. Chơi luôn mấy chị thấy không? Đó, Thái nè, copy Thái nè, 64 triệu. Ra cửa hàng em hốt liền luôn mấy chị, trả trước cho em tầm 15 triệu là hốt cái xe về chạy. Copy Thái 100% cho mấy chị luôn. Copy Thái nè anh chị. Cái thời em nhập là 74 triệu mà bây giờ em bán 64 triệu đó mấy chị. Thái 100% luôn, mới 100% luôn nha. Mấy chị đừng có nói là em bán sao xe rẻ quá, bán xe cũ này kia nọ. Mấy chị sợ xe cũ thì mấy chị cứ vô mua. Xong mấy chị cầm bộ hồ sơ đi bấm số. Nếu mà xe cũ không bao giờ có cái đăng kiểm. À, xe cũ thì hồ sơ người ta rút gốc làm gì có đăng kiểm. Mấy chị sợ xe cũ, mấy chị đi lấy đăng kiểm đi, lấy hồ sơ tự bấm, hỏi gia cho cửa hàng bấm thì ok, hoặc là đi mua. Sợ xe cũ cho mượn cái đăng kiểm cho coi phải đúng số khung số máy không. Bao rẻ luôn mấy chị luôn. Đây nè, copy nè mấy chị, cái này copy nè, 37 triệu nè. Này Thái nè mấy chị, nhập 74 triệu giờ bán 64 triệu. Mấy anh chị nào không tin, ngày mai chạy ra đây, mượn cái đăng kiểm đi em cho coi luôn. Nhưng mà nhớ đi bữa trưa nha, em muốn coi gì đi bữa trưa. Để bữa sáng em bán mở hàng ra. Ra bữa đó coi sao không mua là chết gắt em luôn á. Trời ơi, nhiều chị sáng sớm trưa bán gì trơn, chạy vô coi xong chạy về khổ một đời em luôn. Ngày đó em đói meo nguyên ngày luôn mấy chị. Bởi vậy mấy chị nào mà muốn dọ giá hay hỏi giá bất cứ gì cứ điền trực tiếp với em số 882, kết bạn Zalo với em. Em chụp mẫu qua cho coi luôn, ưng ý hợp lệ ra cửa hàng hốt về. Khỏi lo, em bảo đảm mấy chị, em báo giá trực tiếp, em không úp mở cho mấy chị luôn. À, nhiều chỗ người ta không bắt, không báo giá, kêu chị chạy ra cửa hàng coi đi em mới báo giá, còn em báo giá cho mấy chị luôn, chả sợ gì hết. Mấy chị cứ được dọ giá được ra mua ủng hộ em, không được đi mua chỗ khác không sao. Chứ đừng có chạy ra chơi chân cực. Thí dụ muốn chạy ra trưa trưa chạy ra, đừng sáng sớm chưa bán đừng chạy ra, sáng sớm chạy ra sao không mua. Trời ơi, ngày đó chết đói luôn, ngày đó nguyên ngày đói luôn, em bị hoài tình trạng này, em bị hoài luôn. Trời khổ dữ lắm mấy chị, lính thì cái chục đứa mà ngày nào không bán được xe ngày đó đi đổ nợ luôn, ngày đó lỗ liền, lỗ vài triệu chơi liền, lỗ vài triệu tiền lính đó mấy chị. Accenter 150, 44 triệu, góp trả trước cho em 4 triệu là được nha. Đây nè, hổm rài em bán xe lỗ quá làm biết không nhập về chứ thật sự luôn, em khoái nhập xe dữ lắm. Năm nay bán xe lỗ, lỗ muốn lòi luôn,
nên là không thèm nhập xe luôn mấy chị. Mọi lần là xe em đầy nhà như là không có trống gì đâu, thiệt luôn chị luôn á. Nhà em mà bước vô cái là không đường đi. Bây giờ nhập vô nhập về cái lỗ, nhập về lỗ, ghét không nhập. Giờ bán nhiều bán, có nhiều bán nhiều mấy chị. Đó, thu rồi mấy chị. Thu bạc nha, 34 triệu. Trắng nè, 34 năm nè. Thu rồi mấy chị. Thu nha mấy chị. Mấy chị nào á có ý định mua xe, cứ vô trang em tham khảo. Thấy giá ưng ý, alo em ra ủng hộ em. Hoặc là muốn em giao tới nhà, alo em giao tới nhà miễn phí cho mấy chị luôn. Ở xa thì phụ em chút đỉnh tiền xăng. Có gần miễn phí cho mấy chị luôn. Đó. Báo giá cho mấy chị, trực tiếp mấy chị yên tâm. Trời, cái màu xanh này mấy chị biết không? Màu xanh này nhìn nó đẹp lắm nha. Mà sao từ ngày em lên đây có 2 tháng trời chưa ai mua. Cái màu xanh nó đẹp cực kỳ luôn, màu lạ. Chưa ai có, em thấy tại nên hình như chưa ai có màu này. Cái màu này bắt chước chiếc xe du lịch 4 chỗ người ta đó. Chiếc ô tô 4 chỗ người ta mấy chị. Xe người ta chưa nhập về đã bắt chước lên rồi. Đó, lên cái màu cuối cùng không ai mua hết trơn. Còn đây này là chiếc phu màu đen nha mấy chị. Đen bóng, lên Thái. Hồi không có, quá trời người hỏi luôn. Đèn kêu mình quay cho coi. Rồi chị lên đi em coi này kia kia nọ hen. Thôi ráp lên rồi có ma nào coi đâu. Không có ai thèm coi luôn, không ai thèm rớ luôn. Nè, đen nè, lên Thái nè. Đó mấy chị thấy không, đẹp gần chết luôn. Hồi không có thì hỏi. Không có, hỏi quá trời luôn. Hỏi quá trời luôn, như cái bẫy mình hay sao rồi. Bẫy cho mình lên xong rồi để nó chơi vậy đó. Trời đất ơi, 2 tháng trời rồi đó mấy chị. Đó, hơi là lên cái chiếc á. Lên vài chiếc chết luôn. Đây, phu bạc. Phu bạc lên Thái. Phu này thì không nói, màu bạc lên Thái này bán hot lắm mấy chị. Bán đắt dữ lắm. Cái màu này thiệt sự luôn. Lên bao nhiêu bán bấy nhiêu. Màu rất là đẹp. Phu bạc lên Thái. Em màu sơn bảo đảm cho mấy chị là 3 năm bung tróc cho mấy chị miễn phí là mấy chị luôn ha. 3 năm bung tróc miễn phí cho mấy chị luôn, rất là đẹp luôn. Đó, 36 triệu. Còn mấy xe là 50 nha mấy chị. Mấy chị nhìn chiếc xe 50 Sirius này, mấy chị nhìn xe 50 và xe 110 cái mấy chị nhìn không ra luôn. Thật sự là em lấy cái dòng xe 50 nó rất là cứng nha. Giá cực kỳ tốt, 14 triệu 500. Ngày mai khuyến mãi tặng 1 triệu tiền mặt luôn. Một ngày duy nhất chủ nhật. Chủ nhật á, em bán tặng tiền mặt 1 triệu cho mấy chị nào mà xem được like này, mấy chị ra mấy chị được 1 triệu nha mấy chị. Nay tháng 7 bán chậm cực kỳ luôn. Thường thường á, thứ 7 chủ nhật, ngày em bán không dưới mười mấy xe. Bây giờ ngày em bán được có mấy xe, chợ nó lèo tèo. Ngày nay bán được 3-4 xe mấy chị. Thật sự luôn, bán chậm bán ế cỡ đó nó mới xả, mới tặng tiền mặt cho mấy chị. Thật sự bán mà tặng 1 triệu thì không có lời được gì trơn. Lớp cho mấy chị nó bảo hiểm nè, áo mưa nè, rồi thay nhớt miễn phí lần nè. Đó, cái áo mưa hết 100 mấy đâu, mưa tốt nha, mà áo mưa em lại tốt cho mấy chị. Mấy chị mua mấy chị ra coi, bảo đảm mấy chị loại tốt nha, chứ không phải là loại là dù tốt, chứ không phải là loại ni lông dởm mà xé rách nát luôn mấy chị. Đó, mấy chị cho mấy chị xài tặng kính tặng cho mấy chị xài để mấy chị còn quảng cáo thương hiệu của em nữa. Nón thì tặng cho chị nón sơn. Nón bảo hiểm mà nón sơn nữa, mấy chị phải nón thường nữa. 100 mấy rồi. Nhớ cũng 100 mấy rồi, nội cái bộ khuyến mãi không nữa, gần 500 ngàn của em rồi. Nói thật, bán chiếc xe mà 13 năm mà tặng hết 1 triệu rồi, 14 năm tặng 1 triệu, còn 13 năm lời nhiều giờ dồn vô quà tặng hết luôn, quà giống mấy chị. Tại không là bán ế quá, thật sự là bán ế quá. Mai khuyến mãi tặng 1 triệu, kéo khách lời cho đông đông vui vui. Thật sự ngày nào bán đông thiệt đông khoái dữ lắm mấy chị. Thà là mình bán lời ít nhiều mà vui, còn bán mà lời nhiều mà không có khách chọn vắng buồn lắm. Em có phu là phu trắng lên Thái luôn nha mấy chị. Đây là trắng lên Thái nè. Nói chung là em lên đầy đủ hết luôn á. Mà cái tháng này nó bán chậm mới còn đủ vậy nè, chứ mấy tháng nói chung mấy cái tháng rồi ha, em lên bao nhiêu bán bao nhiêu lên mà lên không kịp mấy anh chị. Đó, đặt phu mà sơn không kịp á, hối cái thằng sơn á, làm gửi cấp tốc không. Tháng này là đói hết toàn tập từ trên tới dưới luôn. Luôn những cái thằng sơn luôn, gửi thằng sơn, hỏi thằng sơn em nãy giờ chắc em quay trực tiếp cũng coi chừng này em nói hỏi cười bể bụng luôn. Mọi lần á sơn á, kêu nó sơn á,
tối gửi sơn, thôi đó ngày mai gửi liền tốc hành xuống. Đó, không kịp sơn mấy chị. Bữa nay thảnh thơi luôn. Hình như cái tháng nay là sơn không được một vài bộ, hình như không có sơn luôn đó. Đây nè, màu phu bạc nhám nha mấy chị, đẹp cực kỳ luôn. Phu bạc nhám giống như thác nha mấy chị, thác mò đó, y như cái thác mò mà mò nhám á. Đẹp lắm. Đó, đẹp cực kỳ chưa? Đẹp dữ lắm, 34 triệu. Phu trắng nè. 345 phu trắng nè, em nhập hơi cao nên bán hơi cao xíu. Trời ơi, em nhìn mấy copy này em nổi gốc mấy chị ơi. Lỗ chiếc 10 triệu. Bán lỗ giờ tuột giá, lỗ phải bán lỗ chứ sao giờ? Không lẽ kèo giá lên bán ai mua? Nhập 74 triệu bán 64 triệu, mấy chị mua hốt giùm em đi. Mấy chị không hốt giùm em, qua tháng 7 này lên giá đáng chịu. Thiệt luôn, qua tháng 7 bán được là lên giá mấy chị. Người ta lên giá là lên giá theo mấy chị, ta tuột giá theo, như vậy đó. Lỗ mình chịu, mua bán mà có lời có lỗ mấy chị. Nhập 74 triệu bán 64 triệu lỗ 10 triệu chuyện thường. À, lời mấy năm nay là lời 5-6 năm nay, nay bán lỗ bình thường, như vậy là bán lỗ năm không sao. Copy nha mấy chị. Đó, copy cũng nhập 54 triệu mà giờ bán 37 triệu á, lỗ xương xương vài triệu thôi. Lỗ xương xương vài triệu mấy chị. Mấy dòng xe nhập nó lỗ muốn chết luôn. Video này cũng thời gian cũng lỗ gần chết luôn mấy chị. Đó, bây giờ như đỡ rồi. Bây giờ nói chung là đỡ rồi, nhưng bữa nay ngày mai bán vốn cho mấy chị luôn. 39 triệu màu sơn khóa thông minh bán vốn cho mấy chị luôn, gốc không trả trước. Mấy chị nào đang cần một chiếc xe chạy mấy em gái nha. Thích video thời thượng modern, ra hốt chiếc xe liền, cầm chứng minh nhân dân ra mình hỗ trợ. Khi mà ra ngại không mắc cỡ không? Mua không ra trước mắc cỡ, điện ngay chị số 882 chị dắt vô chị tư vấn cho. Khỏi cần mà liên hệ với ai hết. Nhiều khi á, mình cứ ngại ra mua góp, điện trực tiếp với em. Số 882, em hỗ trợ hết mình luôn. Sáng sớm mà nghe anh chị đọc điện cái, ờ chị ơi em ra cửa em chuẩn bị ra mua xe nghe, thì cái đó mừng hết lớn luôn mấy anh chị. Ngày mai mấy anh chị nào mà cái luôn số điện thoại em điện một cái thì em coi. Trời ơi em như là Tết tới rồi. Sáng sớm mai điện cái là như là Tết mùa xuân đến với em. Rẻ cực kỳ rẻ, bảo đảm anh chị. Đó mấy chị mua đi, còn có mấy ngày nữa hết tháng 7 rồi. Qua tháng 7 là không được giá này đâu. 39 triệu khóa thông minh màu sơn 3D, góp không trả trước một ngày duy nhất ngày mai nha. Đủ màu luôn, màu gì cũng có hết trơn á. Màu gì cũng có, khỏi lo, ra cửa hàng em hốt màu gì cũng có hết. Mấy anh chị nói chung là khỏi cái lo vấn đề không có màu lựa. Không cần mà phải đặt chờ, đặt sơn này kia kia nọ nữa. Về cái nhiều khi người ta sơn không giữ ý, trầy trụa bắt buộc phải lấy. Còn này em có, mình ra mình lựa mấy chị. Lựa, xe nào trầy không lấy, lấy xe khác. Bình thường thôi, ví dụ ra màu này không được, lấy màu khác. Đủ màu mà quá trời màu luôn. Màu gì cũng có hết, góp không trả trước 39 triệu. Khóa thông minh, màu sơn 3D, góp không trả trước 39 triệu. Rẻ bèo, rẻ thúi luôn, một ngày duy nhất. Hôm rồi, bác ế quá, ngày mai xả một ngày cho mấy chị ra mua, cho nó đông đông vui vui, lấy lại tinh thần quá chị. Hôm nay tinh thần xuống dốc quá, ngày mai bán cả lấy lại tinh thần. Mấy chị làm sao mà ngày mai bán được ba mấy xe lấy lại tinh thần liền. Trời ơi, mấy bữa nay bán chậm quá. Nhiều khi ngày không được 2-3 xe mấy chị. Bán tàn lỗ không? Lỗ tiền lính không? Tháng này với lỗ nhiều hơn lời. Lỗ không? Vết 350cc ngày mai tặng cho 1 triệu nha mấy chị. Rồi mấy chị cứ xem đi ha. Mấy chị cứ xem và quay lại xem giùm em. Thí dụ ngày mai mấy chị có ý định là mua ra cửa hàng hốt, ủng hộ phụ em nha mấy chị. Xoa chia, xoa nít, tất cả các giá luôn. Mấy chị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 882, số điện thoại của em nha. Bên em sẽ bán đầy đủ dòng từ xe SH Mo nè, Vision nè, Accao nè, rồi xe 50, xe nói chung xe Trung Quốc, các kiểu xe gì cũng có, linh tinh cái gì cũng có hết. Góp thì bên em hỗ trợ tới 5 ngân hàng nha mấy anh chị. Mấy anh chị không trả trước hoặc là muốn trả trước 20%, 30%, 50%, hỗ trợ góp kiểu gì cũng có, không lãi suất cũng có. À, không lãi suất cũng có và lãi suất rẻ cũng có, tùy theo hồ sơ mình nha. Mấy anh chị cứ ra cửa hàng, alo em trực tiếp sẽ tư vấn cho mấy anh chị. Rồi em quay sơ lược một cái nữa, em tắt máy nha mấy anh chị. Quay sơ sơ cái dòng xe này cho mấy chị coi. Rồi mấy chị cứ ra cửa hàng ủng hộ em nha mấy chị. Vespa thì bao đẹp. Bao đẹp cho mấy chị luôn. Bao rẻ cho mấy chị luôn. Đó. Siêu tiết kiệm xăng. 50cc không cần bằng lái. Đó. Không cần bằng lái nhưng mà nó chạy tới 70-100 lần mấy chị. Cho nên mấy chị cứ mua chạy bình thường. Đi làm được nè, đi học được, đi chợ được nè.
em chắc ngày mai em ráp chiếc em chạy, tại không có bằng lái. Con người em có tờ giấy lặn lương không chị? Chứng minh còn có nữa mà. Đó, 67 nha, 67 mấy anh trai nha, mấy anh trai, mấy anh trai nè, mấy anh trai nào đang đang hot những cái dòng xe cổ, ra cửa hàng mua giùm em cảm ơn. Đó, em cảm ơn, ngày mai là em tặng 1 triệu tiền mặt nha mấy anh chị. Mấy anh chị cứ ra ủng hộ em, cảm ơn mấy anh chị nhiều nha. Rất là nhiều luôn, chứ phải ở đây đó không mấy chị. Tham lam nhập 20 chiếc, dục yếu kho kìa. Trời ơi, mấy chị muốn hút cho em chục chiếc cũng bán mừng dữ lắm luôn mấy chị. Nha, chào mấy chị nha. Chúc mấy chị ngủ ngon nha mấy chị. Ngày mai nhớ sáng sớm alo em Linh 882. Chuẩn bị ra mua xe, trời ơi, cho mùa xuân đến với em nha mấy chị. Chào mấy chị nha.